hôm mà khi mà gia đình Dung và gia đình chị Thu mới bước chân qua Mỹ á, thì có ở trong cái khu này, có thuê phòng và ở trong cái khu này. Thì đây là cái tên của cái khu mobile home này, và đây là cái địa chỉ ở cái khu này. Ở đây á, rất là thuận tiện, như Dung đã nói ở cái clip trước á, là đi hết cái bờ tường bên này này là tới chợ Việt Nam, tới bánh mì Việt Nam, và rất là nhiều cái cửa hàng của người Việt Nam mình bán. Và bên kia đường là cái lốc Dung đặt tên là tèo sandwich á, là bánh mì tèo sandwich á, đó là cái plaza mà cái clip trước mà Dung đăng á. Vô trong Dung sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái khu mà khi mới bước chân qua Mỹ á, gia đình Dung và gia đình chị Thu ở ha. Và Dung có ghé qua cái căn nhà mà hồi xưa gia đình Dung thuê để ở trong những ngày đầu tháng, trong những tháng đầu tiên ở Mỹ. Mời mọi người theo chân Dung đi vô trong ha. Kia là cái căn nhà mà hai gia đình của Dung thuê khi mà mới bước chân qua Mỹ ở đó. Ở bên đó rất là thoải mái, chủ nhà rất là dễ chịu. Và đặc biệt Dung không bao giờ Dung quên, đó là cái cây hồng giòn và cái cây táo tàu. Phải nói là khi mà mùa trái, khi mà tới mùa là cái trái hồng nó đặc nghẹt cái thân, và nó rất là ngọt và giòn. Và cái cây táo tàu hả, trời ơi, phải nói là rất là ngon, rất là nhiều trái. Bây giờ Dung đi băng qua cái nhà này ha. Dung có nhờ để xe bên nhà của anh chị. Khu này á, là cái khu gần trung tâm của người Việt nhất, gần Lý Đô Sài Gòn. Mình có thể đi bộ lên độ khoảng chừng 5-7 phút á, là tới khu vực Lý Đô Sài Gòn, và rất là gần cái coi như là trung tâm cộng đồng người Việt mình luôn á. Cho nên ở đây á, mặc dù á, giá nhà tiền rent đất mỗi tháng trả rất là cao, là khoảng 1.800, hiện tại bây giờ là khoảng 1.850, rồi điện nước vô á, là khoảng 2001-2002. Đó là theo sự chia sẻ của anh chị chủ nhà mà Dung đang nhờ để xe ở đây. Nhưng mà bù lại thì ở đây người ta cho thuê phòng rất là nhiều, không có trống một cái phòng nào hết, thì cũng bù lại được cái tiền trả được cái tiền đất, cho nên chủ nhà không có phải lo lắng về hàng tháng phải trả tiền đất ra. Giờ để Dung vô Dung gặp chủ nhà cũ của Dung. Bây giờ Dung vô Dung gặp lại anh chị chủ nhà, thử không biết anh chị có ngại xuất hiện không để tham quan sơ cái khu vườn. Căn nhà kỷ niệm. Ngôi nhà kỷ niệm. Hôm nay nó mở cửa xuống hả? Nó mở cửa xuống thử. Gặp không? Cho em quay sơ khu vườn nha anh hai. Dạ. Ok anh hai. Cảm ơn anh hai. Hồi xưa anh hai. Dỡ lên. Đây là khu vườn kỷ niệm 6 tháng Dung ở đây. Đây là cái cây hồng mà phải nói là rất là sai trái, rất là nhiều và rất là ngọt, rất là ngon luôn. Còn cái cây này là cái cây táo tàu nè, trái mà phải nói là đặc nghẹt luôn á. Còn hồi xưa á là có cái vàng chanh dây, là cái khu này á, phải nói là rất là nhiều chanh dây. Khi mà đi không xuống dưới đây á là quay đi, đâu sao đâu đang quay. Ủa Hồng ơi, lúc trước ở đây có cái cây này chưa? Cây này nào giờ có rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà hồi xưa nó nhỏ. À hồi lúc chị là ở nó còn thấp. Bây giờ nó cao chút xíu. Cây này là cây tắc. Còn cây này là cái gì ta?
Ồ, cây này là cây chanh thái nè, cây lá số 8 nè. Rồi đã quá ha. Thái cây táo tàu này ăn hoài ha. Ừ, cây táo tàu này nhiều trái lắm luôn á. Trái ngon rồi. Mà trái nó đặc, nó không có xốp á, rất là ngon, nó chắc. Cây ổi cũng ngon lắm. Trái ổi á. Trái ổi nó không có chát, rất là ngon. Rồi cây này là cái cây lá mơ. Ha. Rồi đây nữa nè, đây là cái cây thanh long thì lúc trước mình chưa có được ăn. Còn cái cây chanh dây lúc trước là nghẹt hết cái sân luôn. Đó. Chanh dây cũng đang có quá trời trái luôn. Sát trên đường Mongolia luôn ha. Bên kia tường là cái đường là cái này là ngắt ngọt em ha, bí đỏ hả ta. Mấy tháng nữa là có cây hồng ha, có trái hồng. À, Dung gửi xe nha. Ok. Có gì? Nè đó, chị Dung đâu có thấy chị Dung đâu. Đâu có Dung thấy đâu. Lưu túc này ha. Ok. Dung Kali. À. Nè. À, ok. Để nó có gì mà nhấn luôn cái chuông là sẽ thấy nhiều. Okay. Dung đưa cô chú anh chị đi hết một vòng cái khu này ha. Nãy Dung đã đi sơ trước rồi, Dung thấy cái căn nhà số 66 đang bán. Một căn bán là đối diện nhà anh Hải. 714-933-0097. 714-933-0097 đó là số nhà người ta bán. Như Dung đã chia sẻ đó, thì ở đây là cái khu trung tâm, cho nên trung tâm của cộng đồng Việt ở, cho nên đa số là người Việt Nam ở đây. Và nhà thì đa số ở đây là cho thuê phòng, và phòng cho thuê thì không bao giờ trống hết, không bao giờ trống, coi như là người ra người vô là liên tục luôn. Sài Gòn này thì mình sinh sống cũng rất là thoải mái và thuận tiện lắm. Đó, bên kia bờ tường đó, có nghĩa là cái phía sau cái dãy nhà này là chợ Mỹ Thuận á, chợ Việt Nam. Mình đi bộ, mình đi chợ mỗi ngày rất là tiện lợi luôn, giống như Dung hồi xưa vậy đó. Đó là mình mới quay cái bảng người ta bán nhà thôi nha. Mà thấy có vẻ như là người ta có cái không có đồng ý. Cho nên có một khán giả nói Dung á là thích coi nhà, sao cứ quay cái người ấy. Đó là cái lý do, tại vì mình ở ngoài thực tế mình đã trải qua rồi, mình đã gặp phải rồi. Có nghĩa là không có người đi bộ, giống như là mình lấy cái cớ là mình đi bộ để mình quay nhà cho khán giả xem, thì người ta không có lý do gì mà người ta chủ nhà không có lý do gì mà không cho mình quay hết. Đó, cái căn ngay cái góc cái tư này đẹp nè. Ở đây cái khu vực này thì anh chủ nhà cũ Dung chia sẻ là có hơn 200 căn, cho nên cái diện tích đất của xung quanh nhà nó cũng có hạn chế. Nói chung là cũng đủ sống, chẳng hạn như mỗi nhà được để được khoảng 3 hoặc 4 chiếc xe. Giống như nhà anh hai có cái đường để xe bên hông, nhưng mà vẫn có đằng trước để được 2 xe nữa, cho nên cũng không có bị
không có bị hạn chế cái chỗ để xe. Như cái dãy bên này là Dung thấy bị hạn chế cái chỗ để xe nè, cho nên người ta tận dụng cái phía trước người ta để xe. Và khán giả yêu cầu Dung á là quay cái khu mobile home kế bên chợ Mỹ Thuận, thì hôm nay Dung đi quay nè. Nếu mà cô chú anh chị muốn xem cái khu nào á thì có thể comment xuống dưới thì cho Dung biết, Dung sẽ đi tới đó. Dung sẽ đi quay để gửi tới cô chú anh chị xem để tham khảo ha. Thì mỗi khu mobile home á có mỗi cái ưu và khuyết điểm khác nhau. Như cái khu này á thì theo Dung thấy là vừa phải, chẳng hạn như đường xá thì nó không có quá đẹp, quá láng, quá rộng, và cái khu nhà thì nó cũng không có quá rộng, nói chung là vừa đủ để mà mọi người trong gia đình đủ sinh sống, và đường xá thì cũng rất là cũng được. Có những cái khu trước mà Dung quay thì đường xá thì nó rất là láng đẹp mới, và xung quanh nhà đất thì rộng, rồi đường cái chỗ khác thì nó rộng hơn, thì cái giá tiền thì nó cũng khác nhau, cái giá tiền của cái nhà, trị giá của căn nhà nó cũng khác nhau. Nhưng mà cái khu này là cái khu trung tâm cho nên cái giá thuê của nó tính ra là cao. Hiện tại bây giờ là 1.850 tiền ren đất mỗi tháng, còn chủ nhà chia sẻ là tiền điện nước vô nữa là khoảng 2.100-2.200, nhưng mà bù lại là họ cho thuê phòng á thì kéo lại hết được cái tiền chi phí đó thì họ cũng không có phải chi trả gì thêm. Lợi thế cái khu này được cái là nó ngay sát chợ luôn, cho nên sinh hoạt hay là đi đâu nó cũng đều, cái vị trí này rất là thuận tiện luôn, cho nên cũng không có bị vì cái vấn đề đó mà tiền rang đất nó mắc. Nhà này cảnh trồng trang trí, nhà nào mà trồng trang trí nhiều như vậy á, là đa số là không phải người Việt Nam. Tí nữa mình tới cái nhà 66 mình sẽ gọi cho Ê Trần ở đó để thử xem coi cái căn nhà đó người ta bán bao nhiêu tiền ha. Như chủ nhà cũ của Dung chia sẻ đó, có nghĩa là mỗi chủ nhà được mỗi chủ nhà sống ở trong cái căn nhà đó là được 50 năm. Nếu mà mình ở đó lâu hơn 50 năm thì vẫn như cũ, vẫn cứ sống bình thường, vẫn ở đó bình thường. Nhưng mà nếu mà sang chủ, nếu mà người ta bán cái căn nhà đó cho một chủ khác thì cũng được ký hợp đồng á cho cái chủ mới ở là cũng 50 năm. Chứ không phải là tổng cộng cái giá trị đất ở cái khu đó là 50 năm, không phải như vậy. Cái nhà này đời mới nè, người ta mới đi vô. Vườn rộng ghê chứ. Vâng, nhà rộng ghê. Nhà kiểu đời mới. Anh coi bông hồng bên kia còn quá trời bông luôn. Mình đi vòng qua kia mới tới nhà trăm nhà 66 anh ơi. Đi. Bông hồng, bông trắng, bông hồng trắng. Rồi đây có hoa ngọc lan nữa nè. Có cái khoảng sân để xe đẹp dễ sợ luôn. Sân để xe bên hông.
nhìn cái đường cũng rộng lắm chứ bộ ha, sáng sạch sẽ, cái đường đi cũng rộng lắm chứ bộ, xe mỗi cái lần xe chạy rất là thoải mái. Đó, cái như cái nhà này á, có cái sân đằng trước để xe được thoải mái luôn á. Đang đi tới có mấy căn đẹp nè, căn mới, cái căn giữa đó, căn giữa là cái căn đời mới đó. Căn đời mới là nó có cái lan can ra ngoài á nè. Đó là hàng rào kìa. Vòng qua kia là tới cái căn 66 á. Là cái căn mà người ta đang cho bán. Cái căn mà đang rao bán á thì Dung thấy nó không có được to. Không biết có mấy phòng ở trong đó. Đây có 1 phòng. Nhớ nó đầy rồi tại mấy bữa nay quay quá chừng mà quên chép nó ra trên thẻ nhớ đầy. Giờ ông xã Dung quay bằng phone thì Dung mới liên hệ với lại cái số điện thoại này á, để có gì ai mà có nhu cầu mua cái khu này á thì liên hệ với cái số điện thoại này, với cái realtor này thì gọi theo cái số này ha, rồi mình hỏi coi cái nhà này người ta bán bao nhiêu. Thực ra cái chỗ này á, tiền rent đất á, rất là cao, là 1.850, nhưng mà theo chia sẻ của chủ nhà thì người ta cho thuê phòng lại á, thì người ta không phải trả ra một cái khoản tiền nhà mỗi tháng nữa, người ta không phải lo trả ra cái tiền rent đất mỗi tháng nữa, cho nên nếu mà mình có điều kiện á, mình mua mình cho thuê cũng được, rồi hoặc mình ít người á, thì mình giữ lại một phòng mình ở cũng được. Video kế tiếp ở đây Dung sẽ đi quay cái khu mobile home phía sau cái plaza vừa rồi, là phía sau cái bánh mì tèo sandwich, cũng là một cái khu mobile home. Nhưng mà ở đó có một cái đặc điểm cũng rất là cần thiết luôn, đó là đối diện trung tâm y tế Michael Đào. Thì ở đây nhu cầu mà sức khỏe thì cũng đưa lên hàng đầu luôn, tại vì ở đây như Dung sống ở đây 6 năm, vấn đề sức khỏe mình cũng rất là cần thiết luôn. Mình mà không đi khám sức khỏe là trung tâm y tế là bác sĩ gia đình của mình á, sẽ gọi điện nhắc nhở mình đi khám sức khỏe tổng quát mỗi năm. Cho nên cái vấn đề sức khỏe ở đây cũng được quan tâm cũng nhiều. Cái khu vực mobile home này á, cũng an ninh lắm. Hồi xưa ở đây 6 năm á, gia đình Dung tối cũng hay đi bộ khu này lắm. Đi bộ ăn no xong cái đi bộ hết cái khu này luôn. Rất là an ninh. Quán rộng ha.
Thôi Dung xin được kết thúc video tại đây nha, tại Dung hết bộ nhớ rồi. Bây giờ hai vợ chồng Dung sẽ chạy lên cái cửa hàng mà bán máy này á, sẽ mua cái bộ nhớ gấp 3, gấp 4 lần để cái dung lượng chứa nó được nhiều hơn. Hiện tại giờ đang quay bằng phone. Thôi Dung cũng xin kết thúc video mà khu giới thiệu về cái khu Mobile Home sát bên chợ Mỹ Thuận. Thì cái khu này hiện tại giờ đang có hai căn nhà đang bán. Một căn á, là ngay cái cửa chính đi vô là bên tay phải. Một căn á, là đang rao bán là số 66. Thì Dung đã nói đầu video rồi đó, giá thuê đây thì hơi cao, nhưng mà bù lại á, là nếu mà mình cho xe phòng á, thì không bao giờ trống phòng hết. Rất là dễ dàng cho xe phòng. Khi mình mà cho xe phòng cũng rất là được giá. Thì mỗi người mỗi cái nhu cầu, mỗi người mỗi cái tính toán của mình. Thì cho nên có rất nhiều khu mobile home để mình lựa chọn. Nếu mình chọn gia đình mình sống không á thì cũng tốt thôi, tại vì nó cũng hợp lý. Còn nếu mà mình chẳng hạn như mình độc thân thì mình mua, hoặc là mình có hai vợ chồng mà mình không có nhu cầu ở rộng thì mình có thể mình mua là mình cho xe phòng lại cũng được. Nói chung là có rất là nhiều cách tính toán, miễn sao mà mình sống thấy thoải mái, không phải lo nghĩ về bill bộng nữa, thì cái đó là cái điều ưu tiên nên chọn lựa ở đây. Thôi Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung nha. Dung xin cảm ơn và hẹn gặp lại cái video kế tiếp là cái khu Mobile Home phía sau Tèo Sandwich, là cái phía sau Plaza của cái video trước mà Dung đã review cái khu Plaza đó. Nó cũng nằm trong cái cụm xung quanh đây thôi. Dung xin bye bye và hẹn lại video kế tiếp của Dung nha. Bye bye.